Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hôn nhân của tiểu hoa đàn 8X Đường Yên bên ông xã La Tấn. Đường Yên La Tấn là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Trung Quốc. Cả hai nên duyên sau khi đóng cặp trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. Mới đây, khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, Đường Yên đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống hôn nhân cũng như cách giữ gìn hòa hợp giữa hai vợ chồng. Nữ diễn viên bên nhau trọn đời cho biết, cả hai đều là đồng nghiệp nên khá hiểu tính chất công việc của nhau, do vậy cả hai luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau. Đường Yên tâm sự, ngay từ khi kết hôn chúng tôi đều hiểu rằng việc cả hai thường xuyên phải sống xa nhau là điều rất bình thường. Chính vì vậy mỗi khi có ngày nghỉ, cả hai đều dành toàn bộ thời gian bên nhau. Chúng tôi coi thời gian bên nhau vô cùng quý giá và luôn trân trọng điều đó. Sau khi kết hôn và sinh con, Đường Yên cũng La Tấn hạn chế việc nhận nhiều dự án phim hay tham gia các sự kiện. Thay vào đó, cặp đôi thường xuyên dành thời gian ở bên và cùng con trưởng thành. Chính vì vậy mà có một thời gian, Dương Mịch bị đưa ra so sánh với Đường Yên. Nhiều người cho rằng Dương Mịch nên học cô bạn thân cũ về cách chăm sóc vợ bên con, bởi Dương Mịch thường xuyên bị chỉ trích vì bỏ bê và gần như không bao giờ thăm con kể từ khi ly hôn cùng Lưu Khải Uy. Đường Yên và La Tấn hiện được xem là cặp vợ chồng nghệ sĩ lãng mạn và ngọt ngào nhất làng giải trí Hoa ngữ. Họ vốn là bạn bè nhưng dần dần đã nảy sinh tình cảm với nhau khi quay bộ phim Cẩm Tú Vị Ương, rồi công khai hẹn hò vào cuối năm 2016. Sau 2 năm tìm hiểu, hai người tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của đồng nghiệp, người hâm mộ. Sau đám cưới ngọt ngào vào tháng 10 năm 2018, cặp đôi đã nhanh chóng lên kế hoạch sinh con. Vì kế hoạch làm mẹ, Đường Yên chịu động rút lui khỏi một số dự án và từ chối lời mời góp mặt trong các sự kiện. Tới giữa năm 2019, cặp đôi mới xác nhận thông tin Đường Yên mang thai sau nhiều lần giới săn tin bắt gặp ngôi sao nổi tiếng khệ nệ vác bụng bầu. Được biết, trước khi tiến tới hôn nhân với La Tấn, Đường Yên từng có mối tình ồn ào với Khưu Trạch, họ bén duyên từ lần hợp tác trong phim Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ vào năm 2010, nhưng mối tình của họ không được Khưu Trạch công khai. Sau 7 năm bên nhau và chịu nhiều đau khổ, Đường Yên quyết định chia tay Khưu Trạch và tập trung cho sự nghiệp. Năm 2015, người đẹp tỏa sáng nhờ thành công liên tiếp của hàng loạt tác phẩm bên nhau trọn đời, Người Tình Kim Cương trở thành nàng tiểu hoa đán thế hệ mới được yêu thích tại Trung Quốc. Tìm được hạnh phúc bên một người đàn ông trưởng thành và ân cần như La Tấn, bạn bè và người hâm mộ đều chúc mừng Đường Yên. Sau nhiều năm về chung nhà, dù rất được công chúng quan tâm và dư luận săn đón, nhưng La Tấn và Đường Yên sống rất kín đáo. Họ không chia sẻ chuyện gia đình trong các bài phỏng vấn và chưa bao giờ công khai hình ảnh của con. Cuối năm 2019, có thông tin cho rằng Đường Yên sinh đôi, nhưng đến nay cặp đôi chưa bao giờ xác nhận thông tin này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.